cha ngóng trông con đã bao năm hoang đàng, nhìn về chốn xa xăm dõi mắt theo ngày tháng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Đức Giêsu đáp: Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn. Người ấy hỏi: Điều răn nào? Đức Giêsu đáp: Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Người thanh niên ấy nói: Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? Đức Giêsu đáp: Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ có được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa ông bà và anh chị em, hôm qua con có dịp gặp các bạn trẻ lâu ngày không, tại vì cộng đoàn cũng biết trong cộng đoàn chúng ta cũng có một nhóm trẻ của trung tâm chúng ta, thì hôm qua cũng lâu rồi không có gặp các bạn, cũng nói chuyện tâm sự, đương nhiên là gặp ở trên Zoom, trên phương tiện truyền thông chứ không có phải gặp trực tiếp. Thì sau khi nói chuyện thì có một bạn có đặt ra một cái đề tài về cầu nguyện. Thì khi mà nói chuyện với bạn đó thì con nghiệm ra một điều này. Đó là việc cầu nguyện giúp cho chúng ta hướng lòng về Chúa. Việc cầu nguyện giúp cho chúng ta nhạy bén hơn về lời mời gọi của Chúa, giúp cho chúng ta có cái sự khao khát yêu mến Thiên Chúa, giúp cho chúng ta có cái sự khao khát trở nên hoàn thiện hơn. Giống như trong tin mừng ngày hôm nay chúng ta vừa mới nghe về một thanh niên giàu có, anh ta thực sự anh ta rất là tốt lành, anh ta khao khát muốn trở nên hoàn thiện. Và khi mà Chúa Giêsu chất vấn, nói chuyện với anh ta và hỏi anh ta là làm những điều này chưa? Chẳng hạn ví dụ như là thờ cha kính mẹ, rồi không được giết người, không được trộm cắp, không được gian dâm, vân vân. Tất cả những cái điều đó anh ta đã làm. Anh ta nói anh ta đã thực hiện tất cả những điều đó từ nhỏ. Nhưng mà ông bà, anh chị em chúng ta nếu để ý thì tất cả những điều đó là những điều căn bản mà chúng ta nhớ phảng phất đâu đó ở trong 10 điều răn. Và những điều đó là những điều căn bản mà người ta phải làm. Cân nhắc lại tất cả những điều đó: không được giết người, thờ cha kính mẹ, không được gian dâm, không được làm chứng dối, vân vân. Tất cả những điều đó là những điều phải làm, những điều căn bản. Có thể nói dùng cái từ là những cái điều đó là những cái điều mà chúng ta bị cưỡng chế phải làm, bởi vì đó là luật pháp. Và ngay cả ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta không làm, nếu như chúng ta phạm những cái điều đó thì đương nhiên chúng ta sẽ phải đối diện với pháp luật. Nhưng mà khi mà chúng ta thật sự khao khát muốn trở nên hoàn thiện giống như Thiên Chúa Cha đứng ở trên trời, thì không chỉ chúng ta làm những điều chúng ta phải làm, mà ngay cả chúng ta làm những điều chúng ta nên làm. Và giống như là việc theo Chúa Giêsu, việc bán của cải, việc chúng ta hy sinh cho nhau, cái điều đó
vì pháp luật không cưỡng chế chúng ta phải làm. Nhưng mà tinh thần tin mừng mời gọi chúng ta nâng lên ở một cái cấp độ khác. Chỉ khi chúng ta thật sự làm những điều nên làm như vậy, chúng ta mới thật sự theo Chúa Giêsu. Và việc theo Chúa Giêsu là một sự đòi hỏi một cách triệt để. Ở đây Chúa Giêsu kêu gọi anh ta bán hết của cải rồi theo Chúa. Chắc có lẽ chúng ta ai cũng hiểu được rằng Chúa không có nói chúng ta phải về bán hết của cải nhà cửa chúng ta để theo Chúa theo cái nghĩa đen đó. Nhưng mà tuy nhiên nói đến một cái sự hy sinh quảng đại cho mọi người, cho Thiên Chúa. Điều này như là một điều mà giống như con nói, nó không phải là bắt buộc, nhưng mà với tinh thần tin mừng mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta theo Chúa một cách triệt để như thế, đó là điều mà chúng ta nên làm. Chỉ khi như vậy thì chúng ta không chỉ mà vượt lên trên những cái điều căn bản đó, nhưng mà chúng ta hướng đến trở nên hoàn thiện hơn, giống như tốt lành như Thiên Chúa Cha đứng ngự trên trời. Trong ngày hôm nay con mời gọi ông bà anh chị em chúng ta thử coi chúng ta làm một điều gì đó mà chúng ta nghĩ là không chỉ là chúng ta phải làm, mà chúng ta làm một điều gì đó mà chúng ta nghĩ là chúng ta nên làm, một công việc nào đó nó phát xuất từ tình yêu. Và khi chúng ta làm như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ mỗi ngày một hoàn thiện hơn, mỗi ngày giống Thiên Chúa Cha ở trên trời hơn. Đời cứ thế vẫn trôi dần, bóng con này ở đâu? Người cha mắt vương u sầu, héo hon trong khổ đau. Con giờ đây tư hối những đam mê lầm lỗi trong đời, bao ngày tháng đi hoang thấy xót xa tâm tư lạc loài. Con nguyện xin Thiên Chúa hãy dung tha ngày tháng trọn phàm, xin Ngài khấn thương ban nguồn ơn thánh xóa tẩy hồn con. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo Thầy thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Đó là lời Chúa. Cho con hỏi ông bà, anh chị em chúng ta, có ai còn nhớ là tin mừng ngày hôm qua về cái gì không ạ? Còn đoán là chắc giờ này có em vài người đang gãi đầu và xem nhớ xem hôm qua là tin mừng về cái gì. Kính thưa cộng đoàn, sở dĩ mà con đặt câu hỏi như vậy là bởi vì là tin mừng ngày hôm qua đi liền với lại hôm ngày hôm nay, cái nó liền mạch với nhau.
Tin mừng ngày hôm qua nói về việc một người, một anh thanh niên giàu có đến hỏi với Chúa Giê-xu là làm gì để có thể trở nên hoàn thiện, trở nên tốt. Và anh ta, Chúa Giê-xu liệt kê ra một số việc: không được giết người, phải thảo kính cha mẹ, không được làm chứng gian, vân vân. Anh ta cảm thấy rất là vui vì anh ta đã giữ những điều đó từ nhỏ. Và Chúa Giê-xu cũng cảm thấy rất là vui về anh ta. Nhưng mà Chúa Giê-xu mời gọi anh ta tiến xa hơn nữa, đó là bán tất cả, bỏ tất cả mọi sự để đi theo Chúa. Và vì anh ta có rất là nhiều của, anh ta đã có thiện chí nhưng mà sự quyết tâm chưa đủ, anh ta đã bỏ cuộc. Và đó là liền mạch ngày hôm nay Chúa Giê-xu mới nói với các môn đệ, hay nói với chúng ta rằng người giàu có khó vào nước thiên đàng hơn là con lạc đà chui qua lỗ kim. Thật ra thì con có coi trong chú giải Kinh Thánh có nói về, giải thích về việc này, là đối với các thầy tư tế thời xưa, người ta không phải là nói con lạc đà đâu, mà dùng cái từ là con voi cơ. Nhưng mà đến lúc mà cái người mà viết sách tin mừng này đó, họ muốn giảm nhẹ lại, bởi vì con voi thì đương nhiên nó to hơn con lạc đà. Nhưng mà người ta muốn giảm nhẹ lại, thành ra người ta dùng cái hình ảnh là con lạc đà chui qua lỗ kim. Thì lỗ kim đây, cũng chúng ta cũng có thể hiểu là lỗ kim theo cái nghĩa bình thường chúng ta hiểu. Nhưng mà thật ra thì cũng có những giả thuyết cho rằng là cái thời bây giờ, thời Chúa Giê-xu, thì có những cái làng, có những cái cổng, nó gọi là cổng lỗ kim. Nó rất là nhỏ, đương nhiên con lạc đà không có thể chui qua được, hay là con voi càng không thể qua được. Thì đấy là một tí xíu ý nghĩa. Con quay trở lại điều mà con muốn chia sẻ với ông bà, anh chị em ngày hôm nay. Đó là việc theo Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chú trọng đến việc tin vào Chúa Giê-xu khi chúng ta theo Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chú trọng cái việc tin để theo Chúa Giê-xu hơn cả những điều mà chúng ta làm, hơn cả những điều chúng ta có. Con xin ông bà anh chị em chúng ta phân biệt điều này. Nó rất là tinh tế, nhưng mà nó mang một cái ý nghĩa rất là lớn. Đó là nhiều lúc chúng ta nói rằng là tôi sẽ phải làm cái này, làm cái kia để thể hiện là tôi yêu mến Thiên Chúa, hay là để thể hiện tôi yêu mến một người nào đó. Điều đó không quan trọng bằng là chúng ta yêu mến trước, rồi phát xuất từ tình yêu thương đó, tự động chúng ta làm với tất cả lòng yêu mến. Không biết ông bà anh chị em có phân biệt được điều đó không? Con lấy một hình ảnh này. Đó là thật ra một đứa bé mới được sinh ra, nó đâu đã làm gì được cho cha mẹ đâu, nó đâu đã có cái gì cho cha mẹ đâu. Nhưng mà người cha người mẹ làm tất cả cho người con mình, phát xuất từ tình yêu, một tình yêu rất là vô điều kiện. Rồi đối với Thiên Chúa, đối với con người cũng vậy. Những gì chúng ta có không đáng là gì để cho Thiên Chúa trở thành điều kiện để Thiên Chúa làm cho chúng ta. Và Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước khi dựng nên chúng ta. Và việc Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho chúng ta phát xuất từ tình yêu thương. Và đó là nhiều lúc chúng ta vẫn hay lý luận vào là cứ tin đi rồi mình không cần làm cái gì. Không phải. Khi mình yêu đủ, khi mình tin đủ, thì lúc đó phát xuất từ tình yêu đó, chúng ta sẽ khao khát một sự phục vụ, một sự chia sẻ. Ước gì trong thánh lễ ngày hôm nay chúng ta hiểu được rằng thật ra của cải vật chất nó không phải là tội, của cải vật chất không phải là xấu, thậm chí đó là một ơn ban của Thiên Chúa. Nhưng mà Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta rằng của cải vật chất hay những tài năng hay những gì chúng ta đang làm, coi chừng nó trở thành cái bẫy để chúng ta thay vì tôn vinh Thiên Chúa thì chúng ta tôn vinh bản thân chúng ta.
và những của cải vật chất hay những cái tài năng của chúng ta, không chừng nó lại trở thành một cái bẫy, trở thành cái rào cản để anh chị em chúng ta đến với nhau, hoặc là chính bản thân chúng ta đến với Thiên Chúa. Và việc chúng ta từ bỏ mọi sự, việc chúng ta hy sinh, Chúa Giêsu nói với chúng ta, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta gấp bội. Ước gì trong thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng ta, để chúng ta có thể tin Chúa đủ, để chúng ta có thể yêu mến Chúa đủ, để chúng ta từ lòng tin, lòng mến đó, chúng ta phục vụ anh chị em chúng ta vô điều kiện. Người con thứ ra đi mãi phương xa chân trời, tìm vui thú giữa đời, sống bê tha lầm lỗi, nạn đói đến trong dân làng, thấy tâm tư tự hối. Người con thứ quyết quay về, nói với cha một lời: con giờ đây tư hối những đam mê lầm lỗi trong đời, bao ngày tháng đi hoang, thấy xót xa tâm tư lạc loài. Con nguyện xin Thiên Chúa hãy dung tha ngày tháng trót phạm, Ngài khấn thương ban nguồn ơn thánh xóa tẩy hồn con. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Đức Trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hồi con ở Hà Nội, Việt Nam,
thì có những chỗ người ta gọi là chợ mướn người lao động. Nghĩa là những người thất nghiệp ngồi chờ ở những điểm đó. Ai may mắn thì có người đến mướn về làm. Ai không may mắn thì ngồi cả ngày, không ai mướn hết. Và ta thấy cuộc sống của những người dân khổ cực. Nếu một ngày không có việc làm thì gia đình không có gì để ăn. Và bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn những người thợ làm trong vườn nho. Có người được mướn làm từ sáng sớm, có người làm chỉ từ 3 giờ chiều hay sau đó nữa. Nhưng khi trả công thì ông chủ vườn nho trả mỗi người một quan tiền bạc nho hết. Thế vậy người làm từ sáng thắc mắc, sao ông lại coi họ ngang hàng như chúng tôi là những người làm việc vất vả cực nhọc cả ngày. Và ta thấy thông thường suy nghĩ của người thợ thì làm nhiều giờ thì được trả công nhiều. Còn lối suy nghĩ của ông chủ thì trả công vì thương. Và quả vậy, ông chủ đã hiểu được tâm trạng của những người ngồi chờ từ sáng để kiếm việc. Họ chờ đợi trong lo lắng, trong thất vọng, bởi vì gia đình họ đang mong đợi nơi họ có thể mang đồ ăn về khi họ có việc làm. Còn người làm từ sáng thì không phải sống trong lo âu, vì họ đã có việc làm. Và qua cách đối xử của ông chủ với những người làm giờ chót, ta thấy Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, người đã ghé mắt nhìn đến những người khốn khổ, những người nghèo đói. Và như thế, chúng ta cũng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta có một tấm lòng quảng đại, chứ không phải ghen tị, để chúng ta cùng nâng đỡ, chia sẻ với nhau. Nhất là trong dịch bệnh này, nhiều người thất nghiệp, chúng ta cũng biết chia sẻ cách này hay cách khác, để từ đó cuộc sống của mỗi người, của mỗi gia đình tiếp tục. Và như thế chúng ta mới có cơ hội đến với Chúa mỗi ngày. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta lòng quảng đại, biết yêu thương người khác. Amen. Lòng Cha rất bao dung, vẫn yêu thương vô bờ. Dù con chót lỗi phạm, những bước chân lầm lỡ, nay bê béo Cha ăn đón con yêu về đây. Vì con đã ra đi giờ, biết hối tâm đổi thay. Từ nay sống trong Cha, nỗi xương vui khôn cùng. Lệ mừng đẫm đôi mi, thấy tâm tư hạnh phúc. Đời quên hết bao ưu phiền, tránh xa bao lạc thú. Giờ con đã ăn năn rồi, đến nương thân cùng Cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỷ lục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc. Nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm nông trại,
người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và tiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ, tiệc cưới đã sẵn sàng rồi mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?" Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít." Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn, thời gian Covid này chúng ta không được gặp gỡ, cũng chẳng có tiệc tùng gì cả. Đâu còn những bữa ăn, những bữa tiệc vui hân hoan. Và ta thấy trong cuộc sống, những bữa tiệc là những giây phút gặp gỡ hân hoan vui tươi. Và Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh bữa tiệc để nói lên thực tại Đức Trời. Mọi sự đã sẵn sàng, xin mời đến dự tiệc. Nhưng đã có nhiều người từ chối, lý do này, lý do kia. Ta thấy thánh lễ là bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể luôn mời gọi chúng ta đến tham dự. Nhưng nhiều khi chúng ta thờ ơ với lý do là bận làm ăn hay đi vui chơi. Mà có đến đôi lúc chúng ta dự qua loa, ăn mặc thì lộn thuộm, giống như vào bàn tiệc cưới mà không mặc y phục cưới. Việc mặc y phục cưới là việc ta đã ý thức hòa mình vào bàn tiệc để cùng chung vui niềm vui với mọi người. Và là Kitô hữu, mỗi người chúng ta cần biết mặc lấy Đức Kitô để ta cởi bỏ đi con người cũ, là hòa vào nếp sống mới trong hội thánh. Và y phục cưới của chúng ta là niềm vui, ơn cứu độ. Và như thế, khi ta đến với Chúa, đến dự bàn tiệc của Chúa, thì nét mặt của chúng ta phải rạng rỡ vui tươi và biết hoán cải, đổi mới tâm hồn để trở nên thánh thiện. Và như thế, ta đang được nhập cùng với dòng người trong bàn tiệc nước trời. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức và chăm lo dự bàn tiệc lời Chúa và thánh thể mỗi ngày trong cuộc đời của chúng con. Amen. Con giờ đây tự hỏi những đam mê lầm lỗi trong đời, bao ngày tháng đi hoang thấy xót xa tâm tư lạc loài. Con nguyện xin Thiên Chúa hãy dung tha ngày tháng trót phạm, xin Ngài khấn thương ban nguồn ơn thánh xóa tẩy hồn con. Con giờ đây tự hỏi những đam mê lầm lỗi trong đời, bao ngày tháng đi hoang thấy xót xa tâm tư lạc loài. Con nguyện xin Thiên Chúa hãy dung tha ngày tháng trót phạm, xin Ngài khấn thương ban nguồn ơn thánh xóa tẩy hồn con. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa-đốc phải câm miệng,
thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-xu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giê-xu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, thế nào cũng có người thắc mắc là ông cha trưởng mấy hôm vừa rồi đi đâu mất? Cảm ơn ông bà anh chị em, có một số người đã nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm. Thật ra thì hôm thứ ba vừa rồi con cũng đi test COVID như thế nào. Tại vì con thì cũng hay dừng lễ hay là đi chỗ này chỗ kia. Thật ra cũng cái khả năng để bị nhiễm cũng có thể chứ không phải không. Rồi mình cũng sợ là lỡ mà mình bị lây nhiễm rồi mình vô tình mình truyền cho người khác thì rất là không nên. Do đó mà con quyết định đi xét nghiệm, đi thử để xem có bị hay không. Thì tạ ơn Chúa là kết quả là không sao hết, không có vấn đề gì hết. Để mọi người khỏi thắc mắc là không biết cha trường đi đâu, cũng có những người lo lắng không biết là có bị bệnh hay không, thì tạ ơn Chúa không sao. Cần quay trở lại với chia sẻ ngày hôm nay, thưa ông bà và anh chị em. Ngày xưa luật trong thời Chúa Giêsu, ông bà anh chị em có thể tưởng tượng trong đạo lúc bấy giờ là có hơn 600 luật, mà có đến hơn 300 luật là những luật bắt buộc phải làm. Và đó là người ta mới biết là có nhiều luật như vậy, và họ lựa chọn ra một người gọi là một người thông luật và đến để thử Chúa Giêsu. Đấy là chuyện ngày xưa, thưa ông bà và anh chị em. Ngày hôm nay thật ra thì chúng ta chắc có lẽ là chúng ta không có nhiều những luật như vậy đâu. Nhưng mà dường như trong cuộc sống ngày hôm nay có những cái mà chúng ta rất là khó phân biệt. Nó không phải trắng, nó cũng không phải đen để mà dễ dàng quyết định. Trong cuộc sống của chúng ta nhiều lúc có những điều mà chúng ta xem chừng như là tốt, nhưng đôi khi chúng ta làm thì nó lại là sai. Nhưng mà có những việc chúng ta làm sai, nhưng mà đối với Thiên Chúa thì nó không phải là sai. Con xin giải thích thêm. Con lấy ví dụ như vậy. Con cũng từng nghe có một số người tâm sự, nói chuyện vui thôi, là nhiều lúc ở trong gia đình, người vợ hay người chồng, mà thường thường thì Chúa ban cho ơn đặc biệt của người vợ, nhiều lúc quan tâm chồng mình, lo lắng cho chồng mình, điều đó tốt chứ phải không? Nhưng mà nhiều lúc thương quá, quan tâm quá, lo lắng quá, cái gì cũng lo hết. Thành ra người chồng nhiều lúc, hay người vợ của mình, nhiều lúc cảm thấy mất cái tự do của mình. Nhiều lúc mình không thể làm được hay là muốn cái gì mà mình tự lòng mình muốn. Và đó là điều mà thực sự xem chừng những công việc đó, xem chừng là tốt, nhưng mà đôi khi nó lại không đúng. Hay là việc chúng ta nhiều lúc chúng ta nuôi chiều con cái chúng ta, xem chừng là công việc đó là việc tốt, mình thương con mình. Nhưng mà nhiều lúc cái cách thức của mình thương con của mình lại mất đi quyền tự do của nó. Cách thức mà mình nuôi dạy con mình nhiều lúc nó không đúng. Rồi ngược lại, trong cuộc sống của chúng ta nhiều lúc có những việc mà chúng ta làm xem chừng như là giữ luật đó, nhưng mà nó lại không đúng. Con lấy ví dụ, nếu như chúng ta nhớ đến ngày xưa thời mà bách đạo chẳng hạn, người ta cấm đạo, không cho tin vào Đức Kitô, và ai tin vào Đức Kitô người đó gọi là bị phạm luật, mang ra tử hình. Nhưng mà
các thánh tử đạo đã kiên trung chấp nhận phá luật để mà sống kiên vững với đức tin của mình. Hay là chẳng hạn ví dụ như một số nước bây giờ người ta chấp nhận việc phá thai, cổ vũ việc phá thai, vân vân. Nhưng mà chúng ta lại kiên vững với truyền thống đức tin của chúng ta, truyền thống giáo lý của chúng ta lại không làm những điều đó. Vậy thưa ông bà và anh chị em, trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói về việc yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết tri khôn, hết sức lực của chúng ta và yêu người thân cận như chính mình. Việc đôi khi chúng ta hỏi là vậy chúng ta chỉ cần yêu thương những người thân cận không thôi thì có đủ không? Thưa ông bà và anh chị em, điều đó không đủ. Bởi vì là có thể nói là một sự thiếu rất là quan trọng hay là không thể được. Bởi vì việc mà chúng ta yêu mến Thiên Chúa thật sự hết lòng, hết trí khôn và hết sức lực của chúng ta, thì lúc đó chúng ta, việc chúng ta làm, lời chúng ta nói hay tất cả những gì chúng ta hành động sẽ được quy chiếu từ nơi chúng tình yêu mà chúng ta dành cho Thiên Chúa. Khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa thì chúng ta nhìn tất cả mọi sự qua cái lăng kính của Thiên Chúa. Và việc mà chúng ta, khi mà chúng ta thật sự chúng ta biết yêu mến Thiên Chúa đúng cách, thì lúc đó chúng ta biết yêu mến anh chị em của chúng ta đúng cách. Con không nhớ rõ ở trong sách chỗ nào, nhưng mà có một vị đã nói điều này, đó là chỉ có chính Đức Kitô là người duy nhất có thể chỉ cho chúng ta chính xác Thiên Chúa là ai, và chỉ có Đức Kitô là đấng duy nhất có thể chỉ cho chúng ta biết chúng ta là ai. Vậy khi chúng ta gắn bó với Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn của mình, thì lúc đó chúng ta biết rõ được Thiên Chúa là ai, và chúng ta biết rõ được những người thân cận là ai. Bởi vì khi chúng ta biết được họ thì chúng ta mới yêu mến họ đúng cách nhất. Vậy ước gì trong thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta mừng lễ Thánh Pio thứ 10, được mời gọi chúng ta hãy canh tân mọi sự trong Đức Kitô. Amen. Trong đời bao ngày tháng đi hoang, thấy xót xa tâm tư lạc loài, con nguyện xin Thiên Chúa hãy dung tha ngày tháng trót phạm, xin Ngài khấn thương ban nguồn ơn thánh xóa tẩy hồn con.